Cái gì? Em Mẹ ơi, em Mẹ nhím với lại Trúc bây giờ con đi đâu? Đi chợ. Đi chợ vâng. Con đi chợ hả? Thế con đi chợ làm gì? Con đi chợ về nấu ăn gì? Ok, bây giờ cả nhà đi chợ nhá. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay đó là Mai sẽ đưa Mai và Yến đưa ba con đi chợ, là các con tự mua đồ, tự chọn đồ, mà hôm nay các con sẽ về nấu một bữa mời mọi người. Nhưng con mà em Mẹ bổ chức con là con nấu được, nhưng con không biết em Nhím với lại Chúc con nấu được không, có con nấu được không? Em Mẹ thời gian sẽ thoát quy trình thư sơn và chu liệt quả. Chị em Mẹ nói là ba đứa cùng nấu, Nhím có phụ chị em Mẹ nấu không? Có nhưng mà con không biết nấu. Con không biết nấu thì con phụ bếp, con dọn bếp, đồng ý không? Mà bây giờ nhá là ba đứa con tự chọn đồ. Thì là vous choisissez tout seul. C'est vous qui choisissez tout seul. Ba đứa con tự chọn đồ. Nó hôm nay nấu món gì? Bọn con là nó chứ mẹ bảo chưa bây giờ con chọn muốn nấu món gì nấu như tí, mà chọn cái món không với ý mẹ, mẹ bảo không không nên làm món này. Bảo con tự chọn, hôm nay hai mẹ đi theo con muốn làm gì làm. Ok, con cảm ơn chị em mẹ. Em cảm ơn chị em mẹ. Đây đây đây, quả này là mô tô lượn phố. Bốn mẹ con đã tới dưới đây siêu thị. Đó, mẹ con Mai vừa vào siêu thị. Đây siêu thị gì đây? Trước đây là Big C, bây giờ nó chuyển thành Go rồi. À, trước đây là siêu thị Big C nhá, bây giờ thì đổi chủ rồi. Hôm qua có người hỏi con là Trúc xinh gái quá, Trúc có người yêu chưa? Cháu cảm ơn ạ. À, xong rồi là nếu có gì thì cho xin số tài khoản của Trúc, như kiểu là gì nhỉ? Instagram hay Facebook, mà bác nói là bác không dám chắc chắn nhá, tại vì là con còn nhỏ, con phải học. Đúng rồi. Cái gì? À đâu, nó là Nhím mà Nhím mình gặp được một người châu Âu, gớm bé, gặp người châu Âu mà bé như là để ba chị bây giờ đấy là Mai mới Yến đi theo để cho con ba con tự chọn đồ nấu. Hôm nay là ba con tự quyết định, Mai sẽ không có tham gia, chỉ có đi theo các con thôi. Đấy, bảo con là con muốn làm món gì thì làm. Để con tự chọn cho mẹ Yến đi, sau xui xui con là làm món nọ món kia. Không được, không được rồi. Mẹ Yến thiên vị rồi. Dạ. À, ravioli á? Ravioli japonais, c'est en forme de triangle. À, cái Trúc nó muốn làm cái ravioli của Nhật, nhưng mà cái Nhím thì nó không có hiểu. À. Đây cái bộ xương gà này là bên Pháp họ bỏ đi nhá, nhưng mà Mai xin về, mỗi một lần Mai xin về thì nhiều lắm, họ phải cho chục bộ xương cơ, mà xương gà là gà nuôi nhá, rất là ngon. Và bên đây thì bán một bộ xương này. À 28.000 một cân. Tương đương với một cái này. Đó. Đây. Ô là la, thích chưa? Bao tử cá ba sa này. Đây nhộng tằm này. Ai mà fan của nhộng tằm? Trời ơi, trong siêu thị họ bán đồ ăn sẵn ngon chưa? Cái này thật sự là chỉ cần việc mua về ăn thôi, khỏi phải nấu. Thịt kho tàu này, măng này, nhất là cá kia kìa. À. Xúc xích. Đây thôi chứ là khỏi phải nấu ăn đây. Nhìn cái gì cũng ngon, mua đồ này về ăn luôn này. Thích chưa? Trời ơi. Đó, có những nồi gì đây? Ai không biết này. Đó, nhiều loại súp này, ngon chưa?
toàn rau tươi thế này, ăn tại chỗ luôn. Cá, gà ta này, rau muống, ô lờ lờ. À, khách tới đây có thể gọi nè. Ăn tại chỗ này, Mai thấy rất đông người ngồi ăn ở đây. Ờ, đi một vòng xem các con mua được cái gì. Con mua gì đấy? Con mua gà tần, thịt ba chỉ với khoai tây. Còn đâu mua khoai tây là khoai tây nhiệt. Tu vois là les gelées, est-ce que je pourrais en acheter pour en ramener en France? Le quoi gelé? Les tubes comme ça à geler à avaler. Tout à l'heure, je vais monter, ok? Ôi giời ơi, chắc là Mai sẽ vật vã vào cái hàng này đây, ngon chưa? Hành, củ kiệu, muối này, ớt này, cà pháo, cóc. Ôi, ai mà xa quê thì nhìn cái món này chảy nước miếng ra đó. Này Mai cực kỳ mê luôn này, trời ơi, khoai bở, khoai bở. Hoa thiên lý này, trời ơi, ngon chưa? Đây, đố đúa là Mai cực kỳ mê này, đó. Đúng rồi đấy. Tiếp, Trúc thì lấy cho Mít, Emmy thì lấy cho Lui, còn đâu là Nhím thì lấy cho Enzo. Sợ tại nên mỗi đứa chọn cho một người một món mà không chọn món thứ hai. Ok, bọn này được á. Cô không, cô cảm ơn con. Đó, đội này được á nhá. Đi chợ nhưng mà chọn đồ cho mình, nhưng mà luôn luôn nhớ tới anh mình hoặc em mình. Thế là ok đó. Các con đã mua xong, bây giờ thì mấy mẹ con ra về. Tiếng Việt con nói sao nhỉ? Con chào bác. Nó chào bác ấy. Dạ. Rồi. Hôm nay hai mẹ con đi lang thang, đi siêu thị đó thì là gặp chị tên gì nhỉ? Chị Hằng gửi phòng nhé, nhận ra Mai, kêu Mai vào đây, xong rồi kêu Mai ở đây chơi một chút, nhà chị gần đây mời Mai về nhà. Nhưng mà bây giờ hôm nay là hai con, ba con là sẽ tự đi chợ nấu ăn trưa nay, nên là Mai phải xin phép chị Mai về. Em cảm ơn chị. Rồi, dạ, em xin phép chị em về nhé. Dạ. Con gái ngoài xinh nhá. Em cảm ơn chị. Đẹp hơn, đẹp hơn ở trong video đấy. Dạ, bác nói là con đẹp hơn. Thế chị đây em thế nào? Em cũng thế. Nhưng mà em về Việt Nam em đen đi tí thôi. Em đen đi và em béo hơn, em tăng 3 cân nữa đó. Thì về đây ăn nhiều thứ mà. Đây đây, bác tự nhiên cho trái nước cam này. Con cảm ơn bác đấy, trời ơi. Đây, em mì đây. Em mì cổ vũ cho Nhím gấp gấu đây. Chị giúp, ôi là em giỏi thế nhỉ. Thế bây giờ con làm món gì đấy? Con làm khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền nè, cái dưa chuột salad hả? Vâng. Thế gì, thịt kia con làm gì kia? Thịt là con làm thịt lợn rang cháy cạnh. Thịt lợn rang cháy cạnh, mua thịt ba chỉ là chuẩn đó. Ngon, ok. Rồi, giỏi lắm. Ba chị em nấu đi. Đó, mỗi đứa một việc nhá. Giờ thì em giúp Trúc gọt khoai nè. Xong rồi Trúc thì sai Nhím này cho nước vào trong tủ lạnh cho mát nè. Đó. Mỗi đứa một việc. Bây giờ nhân là bác lên bác edit video nhá. Ba con là tự nấu nhá. Ba con tự nấu nhá, xong rồi gọi bác xuống nhá.
Thôi con ngoan lắm. Đây, hôm nay là ba cô gái vào bếp nhé. Chút nữa thì Mai sẽ cho xem sản phẩm như thế nào. Yến thì vừa phải đi công việc rồi. Đây, Mai vừa lấy quả dưa chuột ăn ngon quá đấy, tại vì dưa bao tử đó. Em mẹ ghi bảo chứ mẹ mày đừng có lấy đồ ăn nữa, mẹ đói bụng à. Đó, em mẹ rất là giỏi nhưng giờ biết tiếng Việt nhiều lắm rồi. Mai vừa cắt xong video đó, bây giờ xuống xem các con nấu xong chưa. Chào em. Ê, con thấy ra phim thịt cái gì? Ô là thế bây giờ thấy mẹ Yến vào bếp là không bình thường rồi. Ê, c'est qui fait cuisine? Ai nấu? Trúc nấu hả? Sao mẹ thấy mẹ Yến đang trong bếp mà? Ô, đội này là mẹ lên mẹ cắt. Ờ, nhím là không làm cái gì nhá, chị em mẹ vừa nói nè. Thế Trúc làm món gì? Vâng, khoai tây. Em mẹ làm món gì? À, em mẹ là đây, món của em mẹ đây. Em mẹ làm khoai tây chiên rất là ngon. Khoai tây nghiền quá. Đây là món Mai cực kỳ thích. Khoai cá ruội trong siêu thị Mai đói mua đấy nhưng mà Yến không cho mua. Yến kêu Yến mua ngon hơn. Đây, Yến vừa chạy đi mua cái cá này đây. Đây là món chân gà em mẹ cực thích. Salad ai làm với con em mẹ? À, Trúc làm salad ngon quá. Thịt rang đây. Ờ, em Trúc này, em Trúc làm salad thịt rang trái cây. Đây là mẹ Yến làm mưa con hả? Mẹ Yến kêu là để con vào bếp, và tại sao mẹ nhảy vào bếp đây? Đó, hoa thiên lý, sao? Con chưa? Ây, Mai mời cả nhà ăn cơm với gia đình nha, với mọi người nha. Hôm nay là mẹ Yến này với lại ba con vào bếp này. Con nào mà không có nấu ấy thì con ấy cũng vẫn phụ nha. Vẫn gọt khoai rồi là sắp xếp dọn ra bình thường. Ờ, ngon chưa? Mai mời cả nhà ăn cơm gia đình. Mai mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm với lại mọi người ăn cơm với gia đình. Vâng. À, chị mời các em ăn cơm ạ. Mẹ mời các con ăn cơm ạ. Các con không ai mời. Có mời. Mời chưa đấy. Mít không ấy gì nhỉ? Thôi con mời rồi đấy. Mời cho nó mời tôi nhất đấy. Mời chị xuống. Mời chị xuống. Mời Nó phải là tính nước gì đấy. Ừ. Ừ. Quá ngon quá em ơi. Quá ăn thử cá đi. Quá ngon lắm. Ở đây là các cháu còn bé thì em Hưng này đã vừa hot boy này vừa độc thân vui vẻ. Và giật mình em tên Hưng á là tên của người yêu cũ Mai. Nó không phải ngày xưa chỉ có hai người yêu được tên Hưng. Cá bé ăn ngon thật. Cá ngon à? Đấy. Ăn ở siêu thị ra gì đấy. Đến đâu? Ăn rau sao đấy? Nhà tao ở đây nó ăn thiếu gì được, mày phải bắt ăn rau ấy nhỉ? Rau thì tóm đấy. Ừ. Đấy. Ừ. Đấy. Em ơi, thịt xa có không bữa đâu ấy. Chị không có em đâu. Thằng này cũng vậy. Cứ ba bát nó mới được phép đứng lên. Bà bát cơm trắng đấy hả? Ừ. Được miếng nào? Chân gà đấy. Chút có tầm ra đấy. Mẹ đi đâu mà đón tay thì bọn em không đòi được. Thế thì nhá, chúc mừng bố mày. Phải chúng nó đón tay chúng nó mới được, chứ mẹ đi nó mà đón tay là cơ hội không còn cao. Người ta đang bảo là Yến là nhẹ nhàng nhất. Nhẹ nhàng và nữ tính thì đẹp ít mấy đúng không? Ừ, không ai ngờ đâu. Ta khen Yến nhẹ nhàng từ khi mà lên video. Có nghĩa là khán giả của chị không biết ấy, thì bảo là chứ Yến rất là chất. Còn bạn bè thân thuộc của Yến thì bảo vì từ ngày Yến lên video của chị Mai thấy Yến là nhu mì hẳn lên. Ăn
gì? Cơm không ăn nhá, con đi cơm nhá. Ai ăn cơm? Tao đi ăn cơm đây. Con hỏi mẹ Yến thôi đi. Con ăn cơm đây nhá. Ngon à? Ngon là mà đúng không? Ăn nhiều cơm nhá. Thử thế không nhỉ? Em ăn thử quá. Ăn thử tiêu nó. Ngon à? Ngon lắm. Chúng ta đấy. Không ai giống như đằng sau nhà mình hồi xưa đấy. Con được nhỉ? Tổ tiếp ở đằng sau nhá. Cái gọi là cái đằng sau nhà ấy nhỉ? Lá lốt thì mùng đấy hả? Bao nhiêu mùng ấy đủ tiếp ở cái chỗ bờ tường đấy. Ăn không mà. Sao mà hồi xưa về quê chả có gì nhỉ? Nhà là lòng, lòng lợn đấy. Mỗi lần về cho ăn đã lòng lợn. Lòng lợn. Mấy cả rau muống luộc nhờ đấy xong cái hôm đấy ông ngoại còn giết gà chứ ông rồi ôi thôi chỉ ăn mỗi lòng với rau muống còn ngon nhỉ ngày đấy á chuyên về lòng lòng gì khó bây giờ á còn kiếm được lòng ngon khó thế lòng gì khó hồi xưa bà ngoại bán lòng ở chợ mà hồi xưa cái gì mình cũng cảm thấy là ngon thế điều kiện khó đâu bây giờ mình thích cái ngon mà chẳng qua là Yến ăn nhiều Yến chán thôi còn Mai có đâu mà ăn rồi Yến đang kể chuyện ngày xưa về nhà Mai đấy mẹ Mai là người bán lòng lợn ở chợ đó nên là Mai rất mê món đấy và nghiện món đó mà mỗi lần về là mẹ đãi các con đủ loại lòng cô chẳng lòng gì cũng có mà thật sự Đồ Sơn về ăn lòng mà thôi tại vì nhà bán nhà bán chỉ có lòng thôi cứ quay quay lại là lòng trời ơi chị nghẹt mẹ hết cái đấy là Châu với chị Nguyệt lúc đấy ở nhà còn có điều kiện rồi chứ hồi xưa mình về thì đã về ở nhà thì khổ khó khăn cả bọn mình cũng còn khó khăn của mẹ được đi đi xe đạp về bà công nhận là ngày xưa mà mẹ hỏi các con ăn gì để bà chuẩn bị thì ai cũng ăn lòng ăn mãi là cũng đã buồn cười lắm đi ra như là mùa hè buổi trưa ấy nhở ra xong rồi còn chở bà về hỏi các con ấy gì không có đồ mà ông Hoàng thì là vẫn còn nhớ là có cái xe cải tiến nhỉ đấy thôi bây giờ xe cải tiến là quý lắm rồi đó Đúng rồi cô chủ nghĩ cái đó chưa vâng 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 đúng rồi tại vì cái này gì thấy em hơi gầy gò, uống nhiều anh chị muốn mời bổ cho em thì mình cười chứ đấy thấy chưa chị gái yêu em dai thế còn gì bố ăn bảo thế có tầm này thì là suy dinh dưỡng lắm á đúng rồi cho nó nặng cân bằng cứ phần ăn lúc mấy khi xưa khoai tây này có giảm cân được thể ăn đi lại cứ ăn lại luôn cứ lại thôi mai giảm cân tiếp thế thôi nhé bác cắt video này cho người ăn tự nhiên nhé bây giờ mà Mai cắt video cái này em liên tiếp phải ăn cả tô cơm khổ thân đấy lần đầu tiên em lên sóng mà ăn cứ thỏ thà thần thể ok cho Mai xin dừng video ở đây hôm nay thì Mai chỉ chia sẻ một ngày trải nghiệm của các con là các con dạy đi siêu thị tự chọn đồ tự mua đồ về nhà thì Trúc làm món salad này thịt rang cháy cạnh này còn đâu là mẹ Yến thì làm món chân giò nấu dọc bùng đó canh bùng còn đây là cái ba cái món này mất mua này đó em mế thì chỉ gọt giúp gọt khoai tây với lại chạy lượn vòng nhím thì bác thấy nhím xếp nước vào tủ lạnh nhưng bây giờ xếp xong rồi là mất một chai đấy rất là giỏi nhưng là xong rồi xếp tiếp ok cho Mai xin dừng video ở đây nếu mà chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ để cho Mai một like comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé cảm ơn mọi người bye.